Tôn Đông Á hân hạnh mang đến chương trình này. Tôn Đông Á bảo hành lên đến 20 năm. Vận động viên Nguyễn Thành Tâm của gạo hạt cọc trời An Giang giành chiến thắng. Chờ chính công ty cổ phần Tôn Đông Á trao thưởng cho cả 5 vận động viên. Thì 7 năm của cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thì hầu như chưa có bao giờ một tay đua sở hữu cùng lúc 3 chiếc áo danh giá nhất của cuộc đua. Thành tích của Nguyễn Thành Tâm là rất đáng khâm phục. Xin một tràng pháo tay và xin chúc mừng thành tích của Nguyễn Thành Tâm. Thành phố Hồ Chí Minh, những người luôn đồng hành với chương trình trong suốt 27 năm qua. Chúng ta hãy dành những tràng pháo tay của các vận động viên. Chúng ta hãy dành những tràng pháo tay của các vận động viên đã bắt đầu mở tốc độ. Oh!
đoàn đông đã về đến đích an toàn, trong đó có áo vàng Nguyễn Thành Tâm, áo xanh Lê Văn Chuẩn. Chúng ta sẽ chờ xe cứu đoàn khi qua đích thì chặng đua mới kết thúc thành công. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.